Tốt nghiệp phổ thông học gì? Tốt nghiệp phổ thông rồi sao? Tốt nghiệp phổ thông thì sao? Không ứng tuyển khoa quốc tế ngay và luôn. Bạn đã đi tìm một trường đại học mang đến cho bạn thật là nhiều niềm vui. Bạn đã đi tìm một trường đại học mang đến cho bạn sự giảng dạy quốc tế. Tìm kiếm đâu nữa, hãy là đây, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn có khoa quốc tế. Thầy cô thì thanh lịch, xin mới cực tử tế. So qua so lại chả thể nào thay thế. Oh man, sao được im như thế? Thôi để mình giới thiệu một chút nói về khoa quốc tế. Nghe các bạn hỏi sao không mình chất thế. Đó là điều hiển nhiên, không phải khen như thế. Thầy cô luôn luôn ân cần với sự giảng dạy chuyên nghiệp cùng với tâm nghề giáo. Và bạn bè thì cực thân thiện, xin mời của trường mình đã luôn luôn là như thế. We are VNU, Vietnam, Cuba, New York, Help, Malaysia. We international, that's what we do. Every time I go to school, I got all the fame. And I dress up like a gentleman, getting on an easy line, you didn't do physics. And I look up, look down, look all around. VNU, the best you can't deny. Oh my god, look at this school. Oh my god, this is so cool. Oh 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 my god, this is where I go. Oh my god, I-I-I-S-V-N-U.